Thương thì vào chấm đã nha. Không thấy có mùi này. Không thấy có mùi này. Xin chào mọi người nha. Làm bài cách mỗi mỗi con hoa lên nè. Cái tóc mà giọng tội vô thì nhé. Tóc này rất là nhỏ thật. Mà có một phí dụ. Tóc thì đã phải đã mềm hóa rồi nhé. Mềm hóa xong sau đó thì có cả hoa rồi nhé. Thì cái khuôn viền này là người của bác người cắt ra cái khuôn viền là nó là khuôn viền bằng nhá, đến khi mà để đến khi khách hàng buộc lên nó sẽ không bị thừa, nó bị vót đấy, nó sẽ cắt luôn này. Chắc bằng phía trước bằng phía sau như thế, bằng phía trước bằng phía sau thì để cho cái khuôn viền này thì nó buộc lên nó không bị thừa, nó bị nhọn quá. Sau đó mình sẽ cắt tầng lớp này. Cái mộc tóc này xoăn hoa lê cắt tầng 46 hoặc 55 là đẹp nhất nhé. Thì đối với cái tóc này thì mình sẽ để lại cái khuôn viền, thừa cái khuôn viền, lớp khuôn viền phía bên dưới. Mình sẽ không đập đến, mình sẽ để khoảng lần này nhé, để thấy đấy là cái tình trạng mà nó bị rách khung ấy. Cái phần này thì mình sẽ không đập thì nói mình nhé. Phần này mình sẽ rơi luôn, rơi tự nhiên thôi. Mình sẽ cắt từ điểm mà hậu não lên đấy ạ. Phần này sẽ rơi luôn này. Mình cắt khô này thì mình sẽ cắt đến đâu mà mình tỉa đấy luôn. Phần này mình sẽ để rơi tự nhiên này, thấy không? Rơi tự nhiên nhá. Cắt luôn này. Mình sẽ cắt không cắt ở một điểm nhá, mình sẽ dịch chuyển đây này. Cắt dịch chuyển. Nếu mà ai cũng cắt được như này thì mọi người có thể là mọi người có thể là chia là 2-3 lớp, mọi người có thể chia ra lên đây một lớp nhé. Đây mình sẽ cắt loại là cái lớp nó sẽ đây luôn, thấy không? Từ đây luôn này. Cắt đến đâu mọi người có thể chỉ ở đây luôn. Cắt dịch chuyển tròn đều lên nhá. Cắt đến đâu chỉ ở đây luôn. Để kéo càng được. Ngăn nó không phải chỉ lại nữa. Mình cứ mềm hóa các loại tóc bông xù ấy thì mình sẽ mềm hóa trước. Dịch chuyển này. Theo chuẩn như này này. Dịch chuyển này. Được chưa? Cái này đâu tỉa luôn đấy. Anh không thấy hiện máy nhỉ? Năm người nó xem nào. Cắt dịch chuyển tầm em nhá. Sau khi cắt xong nó đứng hấp dẫn mọi người lên chụp luôn tóc này nhá. Tóc này mềm hóa, mình mềm hóa cao lên như này từ ngọn mình cách có cách mỗi phần chân của độ 5-7 cm thôi, phải tránh được chẹt chân tóc thôi. Sau đó mình mềm hóa từ dưới này lên đây luôn. Nhưng mà lát nữa mình sẽ không cần phải là lại nhé. Tất mọi người lễ chủng mà không bị ngấn nhau.
cắt nó tỉa này, người cái tỉa này, tỉa cái cắt này nhá, được chưa? Tỉa nó rất là mềm luôn đúng không? Là cắt này, giờ lớp mình cắt này, có tầng lớp bên đây rồi đấy, rồi thấy cái tầng lớp ở đây chưa? Đấy, đây là chưa hạ lớp PU nhá, hạ lớp PU thì cắt nó tầng lên đây là vừa đẹp, uốn xuống nó vừa đẹp, làm nó không bị mỏng viền nhá, cái viền nhá, cái viền nhá, viền này, viền nó vẫn còn rất là dày, thì nó nhìn cái thả ra cả cái phong cách nó nhìn cả cái không bị rách cái khung ấy. Đó, như này. Độ dài của nó rất là đẹp luôn, rất là mềm. Lát chia sẻ mềm hóa không anh? Không à, Alin. Mềm hóa rồi, tóc mình mềm hóa rồi nhá. Tóc mình mềm hóa rồi. Rồi, hai bên này. Chị cắt hai bên này. Bài cắt này của anh chị em nào mà làm rồi. Ok, là áp dụng rất là tốt đấy. Tóc mình mềm hóa rồi, tóc mình mềm hóa trước rồi nhá. Đây, lên chụp luôn rồi. Hướng dẫn mọi người lên chụp làm sao để không bị ngấn. Kéo ra thẳng vị trí tóc mọc ở vị trí nào, kéo thẳng vị trí đây để cắt. Cắt như thế này mọi người cắt dịch chuyển dần về phía trước này. Nửa phía sau mọi người cắt bằng đúng không? Nửa phía trước mọi người cắt dịch chuyển như này. Thì thả ra phía sau thì mọi người cũng có một cái form oval rồi đấy. Mọi người thấy xem nó đã có một cái form oval rồi đúng không? Mọi người cắt ở phía sau mà không oval luôn thì khi mà thả ra cắt phía trước nó thả ra thì nó sẽ bị gần như rắn đầu lá, nó bị đuổi nhiều quá buộc lên nó sẽ bị nhọn cái phần đuôi tóc. Thì nó sẽ không được đẹp lắm mà nó hay thừa thừa đấy. Liên kết với phía đằng sau. Chia lấy cái viền này dài hơn một tí. Cắt. Chưa? Để chuyển. Để chuyển. Để chuyển cái này. Được chưa? Đó mình tỉ. Cái viền này thì mình sẽ không cắt. Chỉ tỉa không tỉa để cho mềm thôi. Tiếp tục rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ tầng lớp cao hai cấp mình quyết định ở trên này rất là nhiều, phụ thuộc cái lớp trên này rất là nhiều. Nguyên tắc là mình chỉ cắt tầng lớp nó sẽ rơi khoảng 4, 6 hoặc 5 năm là đẹp, tóc là mình sẽ cắt tầm rơi tầm 5 năm là đẹp nhất, có nghĩa là cái lớp cao nhất nó rơi xuống khoảng 9-5 năm là đẹp. Cắt lên kia này. Đừng cắt mặt ngang nữa mọi người nhé, đừng cắt mặt luôn hoặc đừng cắt tiêu chuẩn, cắt tiêu chuẩn kéo thịt dần về phía trước cắt lại, đừng cắt ở một vị trí, cắt ở một vị trí nó sẽ bị cứng á, cắt bằng một vị trí này khi thả xuống nó sẽ tất cả cái điểm mình vừa cắt nó sẽ rơi vào cùng một vị trí, nó sẽ cái phong cách của mình nó sẽ bị cứng, cắt những sóng nó cái độ tơi sóng nó sẽ kéo nó bị dồn sóng, nó bồng bềnh. Tỉa luôn. Đây một bát thôi. Hôm nay sẽ không được video được phủ bạc cho mọi người nha. Đây, sau khi mình cắt xong này, mọi người sẽ lên tầng lớp này. Tầng lớp này đấy, tóc không bị mỏng đi đúng không ạ? Mặc dù cái tóc này cũng mỏng nhé, chứ không phải là tóc dày đâu mọi người nha. Cắt xong là cái khuôn viền nó vẫn còn dày dặn đúng không ạ? Đấy, khuôn viền nó còn dày dặn này. Form tóc rất là đẹp mà. Cái tầng lớp này, người thấy đây, cái tầng lớp này rất là mềm luôn đúng không? Đấy, tỉa, cắt cái đầu tỉa này nó rất là mềm đúng không? Nó không bị ngấn tóc đúng không? Rất là mềm luôn, không cần phải tỉa lại nữa. Cắt đi ra mình tỉa đấy luôn. Sau khi cắt xong này còn được kéo lắm. Quay về phía trước này, check lại. Tóc này thì có cái máy bay của cô, có cái máy bay. Thank you.